Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán Minh Phụng. Và đây là cái nội dung cũng như là cái bản tin phân tích video cuối tuần. Và chúng ta sẽ chia sẻ cái kịch bản cũng như là xu hướng sắp tới của thị trường tuần tiếp theo từ ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 3. Và trong cái quá trình mình các anh chị tham gia vào kênh đầu tư của chúng ta thì mọi cái thông tin có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại và số Zalo mình để ở phía bên dưới này. Ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả nó còn có các cái link room Zalo khuyến nghị này hoàn toàn miễn phí để các anh chị tham gia vào. À, muốn tham gia thêm vào cái room VIP thì có thể mở tài khoản hoặc là nhắn tin và trao đổi thêm với mình để chúng ta có thể là tham gia được vào trong room VIP, nhận những cái khuyến nghị từ trong kênh của chúng ta. Và ở trong cái phiên cuối tuần thì mình có khuyến nghị về việc là cái sự vận động của cái nhóm thép. Thì bây giờ cái cổ phiếu Hòa Phát thì với cái tính chất vận động nó hơi nặng một tí, do vậy thì cái dòng thép thì chúng ta ưu tiên hai con là Nam Kim và Hoa Sang, nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí. Thì gần như nó cũng đã có một số cái tín hiệu điều chỉnh, chúng ta thấy là với cái mức chiết khấu tương đối là ổn và nó cũng đã rơi vào một trong những cái trạng thái tiết cung. Và với cái trạng thái tiết cung và cận cung như thế này, chúng ta có thể chú ý trở lại, có thể gom từng phần anh chị nhé. Giai đoạn này ưu tiên việc gom từng phần, tại vì thị trường của chúng ta cái sức lực nó vẫn còn rất yếu, chúng ta không nên mua một lần mà chúng ta nên giải ngân vốn ở nhiều lần để chúng ta gom được các cái vùng giá tốt hơn. Ví dụ cụ thể ở đây như là Nam Kim vùng 42.5, vùng 45 và Hoa Sang vùng 36, đó là hai cái cổ phiếu của cái dòng thép chúng ta có thể chú ý này. Đây nó đã bao 4 phiên đơn đi ngang ở trong này này. Thì Hoa Sang có khả năng thì nó chỉnh thêm thì nó có thể về sát cái vùng 43 này. À, còn lên quanh cái vùng 45, 46 này thì chúng ta có thể lấy được cái vị thế và gom từng phiên đối với cổ phiếu Nam Kim. À, tiếp theo đối với Hoa Sang thì nó gần đang sát cái nền này và chúng ta thấy đi ngang ở đây là 4 phiên. Thì cái cản kỹ thuật gần nhất sẽ là cái vùng 38.5 đối với cổ phiếu Hoa Sang. Tất nhiên là phải cần tích lũy thêm vùng này, do vậy thì chúng ta cứ chủ động, chúng ta tinh tế, chúng ta gom thêm. Cho đến khi nó thoát cản thì chúng ta gia tăng sau đối với các cổ phiếu của nhóm thép này. À, còn LC và các cổ phiếu của nhóm này nó đang rất là ổn này. À, do vậy thì LC thì chúng ta mua cũng rất là lâu rồi, báo mua từ cái vùng 25 ở phía bên dưới này rồi, cơ bản khá là ổn. Điểm mua theo cái mẫu cờ flat và nếu như nó thành công thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận tương xứng khoảng 10%, gần 10% với cái điểm chốt là từ vùng 28 cho đến vùng 29x ở phía bên trên này đối với cổ phiếu LC. Ngoài ra thì trong cái danh mục đầu tư của chúng ta trong cái thời gian vừa qua thì tại đây một số cái giai đoạn mà nó hồi phục lên thì chúng ta cũng đã cắt bỏ các cái cổ phiếu yếu kém mà nó không còn cái khả năng phục hồi, hoặc là nếu như mà xét về cái trường phái nhóm ngắn hạn á, thì để nó phục hồi thì nó khá là lâu. Do vậy thì chúng ta cũng đã cắt bỏ một số cổ phiếu yếu kém như vậy. Chúng ta chỉ giữ đâu đó một số cổ phiếu trên màn hình các anh chị thấy nó còn khỏe này. Ví dụ như HDC. HDC thì đang vướng ở vùng đỉnh này. Vì cơ bản cái nguyên lý mà đầu tư ngắn hạn đoạn này các anh chị có thể canh chốt được 40-50% lợi nhuận rồi. Thì hiện tại lợi nhuận nó mang lại là khoảng 9% thì chúng ta chốt 40-50% được. Còn có thể giữ 50% còn lại để chúng ta kỳ vọng cái mục tiêu tiếp theo ở phía bên trên này là vùng 115x đối với cổ phiếu HDC. Con ghét này thì vẫn loanh quanh điểm mua, chưa có gì đột phá cả. Tiếp theo đó là ASM. ASM chúng ta cũng mua ở phía bên dưới và về ngắn hạn thì nó đã đủ chỉ tiêu để chúng ta chốt lời rồi. À, tức là 11%. À, tuy nhiên với hai cái cây nến chưa có vùng lắp gáp ở đây á, thì rất là nhiều khả năng ASM sẽ có những cái đoạn giá gần sát vùng 22 để các anh chị chốt thêm và chốt bớt từng phần đối với cái cổ phiếu này khi mà chúng ta đầu tư ngắn hạn. LC mới mua, BCG cũng đang khá khỏe các anh chị nhé. Trong danh mục thì BCG cũng đang khá là khỏe này. Đây, BCG đang test lên quanh vùng kháng cự này. À, thì có thể chốt được 30% lên quanh vùng 27x đoạn này rồi. À, và có thể giữ 70% còn lại để chúng ta chờ đợi cái mục tiêu tiếp theo trên vùng 30 ở trên này. Đối với cổ phiếu BCG thì xu hướng nó có thể lăn quanh ở đoạn này một thời gian tích lũy này, không gãy cái nền 26 ở phía bên dưới này rất là ok đối với BCG. Và khi đó nhiều khả năng nó sẽ kéo lên trở lại vùng 30 ở phía bên trên này để chúng ta chốt tiếp, đúng không? Đó, còn GET này, GET này chúng ta gom mua được theo bản chất của GET. Thì GET ở cái vùng nền nó đang tạo như mình khuyến nghị ở đây là nền 36x này cho đến cái nền 41 ở phía bên trên này, nó giao dịch nó tích lũy. Do vậy thì lăn quanh trong cái đoạn gần 37 ở đây thì chúng ta gom được với tỷ trọng khoảng 30% nha. Đó, 30%. Và phải đợi lên 42 thì chúng ta gia tăng chiến lược sau và canh chốt ở những cái vùng phía bên trên này là vùng 45, 46 đối với cổ phiếu GET. HVN thì yếu và khá là chậm trong cái giai đoạn này, thì HVN yếu và khá là chậm này, đi khá là lâu đoạn này rồi. Và với những cái mẫu hình nến và những cái mô hình nến như thế này thì nó lại có cái chiều hướng còn đi xuống test trở lại đáy lần hai. Và thì về cơ bản đầu tư ngắn hạn có thể loại bỏ con này danh mục và chúng ta kiếm con khác chúng ta cơ cấu qua. CKG
CKG cũng rất là tốt các anh chị nhé. Thì con này nó đã thoát được khỏi cái nhịp tích lũy nền ở phía bên dưới này. Do vậy thì những cây nến đỏ tiếp theo sẽ là cơ hội gia tăng. Đó. Chúng ta cần việc chốt ngắn hạn thì có thể chốt được quanh vùng 3233 này rồi. Đó. Còn nếu muốn nắm giữ thì có thể đợi về nó hạ nhiệt quanh vùng 31X sẽ là cơ hội chúng ta tiếp tục gom, chúng tôi mua gia tăng với cái kỳ vọng nó về đây nó test lại này. Và sau đó nó vật phá lên, đâu đó vùng 36-37 là tiếp tục có được cái lợi nhuận đối với cổ phiếu CKG. Thép Việt Nam, Thép Việt Nam thì con này chốt ngắn hạn được anh chị nhé. Đắc Xanh, Đắc Xanh thì tích lũy 2 phiên trên MA20 cũng khá là tích cực. Về cơ bản ngắn hạn thì có thể kỳ vọng được vùng 44-45 ở trên này để anh chị chốt này đối với cổ phiếu Đắc Xanh. CTR, CTR cổ phiếu thuộc về cái nhóm ngành cổ phiếu của công ty cổ phần công trình Viettel. Thì hai cái cây nến này làm chúng ta liên tưởng một vấn đề là nó đang tích lũy nền. Và vùng này tất nhiên là chúng ta sẽ không mua, tại vì chúng ta đã có cái điểm mua ở phía dưới vùng 91 ở đây. Thì trên hai cái phiên này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ được. Thì để về cơ bản ngắn hạn thì các anh chị có thể kỳ vọng đối với cổ phiếu CTR là vùng 100 cho đến vùng 110 để chúng ta chốt lời tiếp theo này. Con này tiếp tục nắm giữ được anh chị, tiếp tục nắm giữ được. Nam Kim thì chúng ta vẫn đang ở trong cái trạng thái mua, và Hoa Sen cũng như vậy, đang ở trong cái trạng thái gom thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và chúng ta đầu tư được này. Đó là cái nhóm cổ phiếu gọi là cái nhóm ngắn hạn này, tức là chúng ta đánh lướt, và trong cái giai đoạn này nếu nó khó thì lợi nhuận từ 5-10% là chủ động chúng ta chốt để chúng ta giữ lại cho nó an toàn. Còn các cổ phiếu bên này là cái nhóm trung hạn này, nhóm này là thiên về cái vị thế nắm giữ nhiều hơn. Thì hầu như các cổ phiếu này thì mình đã đều lọc ra tất cả cái nội tại của nó để các anh chị có thể nắm giữ trung hạn được. Ví dụ như là TNH này, thì các anh chị thấy là nội tại và tăng trưởng rất là tốt, full tỷ trọng là chúng ta thấy là 8/8 cái tiêu chí nó tốt, thì những cổ phiếu này chúng ta nắm giữ về mặt trung hạn nó rất là ổn. BVKE cũng như vậy, chúng ta thấy là đạt được 5/8 tiêu chí. Rồi VND, đó, VND cũng tương tự như vậy, giá trị tăng trưởng cao, 4/8 tiêu chí này. Rồi BHR, đó, chúng ta thấy là hầu như các cổ phiếu mà nó thuộc về cái danh sách nắm giữ trung hạn ở đây á, thì đều đã được mình lọc ra các cái tiêu chí cơ bản và nó đảm bảo được cái chất lượng để chúng ta có thể nắm giữ trong cái trường phái là đầu tư. Do vậy thì đối với các cái cổ phiếu mà thiên về cái nhóm trung hạn này này, thì chúng ta chỉ gom khi mà nó rơi vào cái trạng thái downtrend và gãy thì chúng ta gom, còn nó đang tăng, nó đang xanh, nó đang khỏe như thế này thì chúng ta cứ nắm giữ để chúng ta gia tăng lợi nhuận thôi. Thiên về cái trường phái trung hạn thì nó có một cái điểm ngược một tí, đó là khi nào cổ phiếu càng giảm mạnh và càng về những cái vùng hỗ trợ càng tiềm năng thì đó mới là cái điểm để chúng ta gom vào và chúng ta đầu tư trung hạn. Các anh chị đánh ngược hai cái nhóm này, chúng ta đầu tư nó khác. Còn cái nhóm ngắn hạn thì chúng ta đầu tư theo cái hướng là tăng trưởng nhiều hơn, tức là cái điểm mua làm sao cho ngắn hạn chúng ta sẽ có mức lợi nhuận tương xứng từ 5-12% gì đó để chúng ta chốt và chúng ta thoát ra ngắn hạn. Còn cái nhóm trung hạn này nó thiên về cái hướng là đầu tư giá trị, định giá được cái giá trị thực, và khi mà nó về cái mức giá thấp để nó nâng cao cái biên an toàn và cái chiết khấu tốt thì chúng ta chủ động chúng ta gom và chúng ta nắm giữ về cái thời gian lâu dài. Đó là sự kỳ vọng trong tương lai của các cổ phiếu của nhóm ngành trung hạn này. Đó. Thì bây giờ có ba cái cổ phiếu nó bị gãy, ví dụ như BVKE, BHR và BSR, thì chúng ta xem chúng ta có gom được con nào hay không, khi nó có về được cái hỗ trợ tốt tiềm năng để chúng ta gom hay không. VKB thì cái vùng nền này là cái nền ngắn hạn, do vậy thì ở đây thì chúng ta cũng chưa gom được. Nếu muốn mua và gom trung hạn của BVKE thì thực tế nó phải về sát cái nền 43 đây nó điều chỉnh này thì chúng ta mới gom được anh chị nhé. Như vậy thì đoạn này cứ nắm giữ BVKE để theo dõi. Tiếp đó là BHR. BHR cũng tương tự như vậy, cái nền lanh quanh cái nền 73-76 ở đây là cái nền ngắn hạn. Như vậy thì chúng ta cũng không gom được, mà chúng ta phải làm sao đợi nó có thời gian nào mà nó về được cái nền 65-67 trên đây thì chúng ta gom trung hạn. Khi đó chúng ta nắm giữ con BHR nó tốt hơn. Đó là cái chiến lược để các anh chị đầu tư. Còn đối với con BSR này, một con nữa nó cũng đang bị đau, đang bị gãy đúng không? Thì BSR thì đoạn này cũng là cái nền ngắn hạn thôi, cũng không phải là cái vùng gom trung hạn. Vùng gom trung hạn của BSR phải là vùng 21 trở xuống, đổ xuống ở phía bên dưới này, cái nền này. Đó, do vậy thì đoạn này thì chúng ta cũng chỉ nắm giữ thôi. Và các anh chị đầu tư thì cũng chỉ đầu tư ngắn hạn, chứ còn đưa vào danh mục trung hạn đi gom thì cũng không ổn, tại vì cái giá chiết khấu nó không tốt. Rồi, đó là một số cái động thái đến từ các cái cổ phiếu thuộc về nhóm trung hạn và nhóm ngắn hạn trong rung đầu tư của chúng ta. Thì ở phần tiếp theo á, thì chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn cái nhìn chung về cái chỉ số VN-Index tại đây. Nhìn vào cái chỉ số VN-Index, chúng ta thấy là đây là cái vùng giao dịch tích lũy trong cái thời gian từ tháng 11, tháng 10, tháng 11 năm 2021 cho đến cái thời điểm hiện tại này.
Xét về cái thời điểm ngắn hạn hiện tại thì cái trạng thái mà bốn phiên tăng này gọi là phiên hồi phục, nó ở trạng thái tiết cung, tức là sau khi mà cái đà và cái lực bán giảm mạnh như thế này thì nó sẽ ngưng nghỉ trở lại cái lực bán, và khi mà ngưng nghỉ trở lại cái lực bán thì người ta đưa vào cái trạng thái là tiết cung. Khi tiết cung cái lực bán nó đã giảm thiểu đi thì sẽ có cái lực hồi lên như thế này, thì chúng ta gọi là cái lực hồi về mặt kỹ thuật. Mặc dù cái tín hiệu này chúng ta thấy là cái tín hiệu này là cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật, do vậy thì nó chưa có xuất phát từ bên mua mà chủ yếu là do hiện tượng tiết cung, nên là về cơ bản cái thanh khoản giao dịch nó cũng chỉ ở cái mức dưới trung bình 20 phiên, tức là nó chỉ loanh quanh đạt được là khoảng 18-19 ngàn tỷ thôi. Còn cái phiên cuối tuần á, do cái tính chất cơ cấu quỹ nên là nó tăng lên được đâu đó khoảng 24 ngàn tỷ. Thì đây là cái hiện tượng tiết cung, nên là cái thanh khoản giao dịch ở những giai đoạn hồi phục như thế này nó ở mức thấp, và cái mức độ chúng ta đánh giá theo cái giá trị định lượng ở đây là đạt được khoảng trung bình dưới 20 phiên. Và khi mà cái lực đẩy của các cái chỉ số không có sự đồng thuận của cái thanh khoản như thế này á, thì cái tâm lý giao dịch của thị trường bây giờ chúng ta thấy là nó sẽ khá là thận trọng, và cái vị thế mua sẽ thiên về cái phương hướng ở đây là quan sát. Tôi sẽ quan sát thêm, tôi sẽ quan sát các cái nhịp điều chỉnh chỉnh, để về cơ bản, về bản chất kỹ thuật tôi sẽ tránh những cái nhịp bẫy bull trap, những cái bẫy tăng các anh chị nha, những cái bẫy bull trap như thế này. Thì họ sẽ thiên về cái định hướng là tôi sẽ quan sát nhiều hơn để có thể tránh những cái nhịp chỉnh, những cái nhịp bẫy bull trap, bẫy tăng giá trong quá trình nó hồi phục về mặt kỹ thuật. Và có thể nói là cái chỉ số nó đã giảm được cái đà giảm tương đối tốt. Tuy nhiên để xác nhận đây là cái vùng đáy thì chúng ta vẫn chưa có đủ cơ sở để chúng ta xác nhận, nhất là khi mà các cái tín hiệu đồng thuận tạo đáy của cái nhóm vốn hóa lớn nó cũng chưa có xuất hiện các anh chị nhé. Minh chứng và cái bằng chứng rõ nhất mình xin đưa tại đây cho các anh chị đó là cái sức khỏe và cả các cái chỉ báo về mặt kỹ thuật ngắn hạn của các cổ phiếu vốn hóa lớn nằm trong rổ VN30 của chúng ta, nó vẫn đang ở trong cái tình trạng chung, đó là bị gãy về chỉ báo kỹ thuật và bị yếu về cái sức khỏe ngắn hạn các anh chị nhé. Đây chúng ta thấy nguyên một hàng ở phía bên dưới này đều yếu và bị gãy, và cái tình trạng này chúng ta phân tích trong nội dung video thì nó cũng đã diễn ra ở các tuần trước rồi chứ không phải là tuần này bây giờ, và đến tuần bây giờ nó vẫn chưa có cái tính chất nào cải thiện tốt hơn về cái sức khỏe của dòng tiền đó. Do vậy thì cái đà giảm tương đối này chúng ta thấy là nó chững trở lại thôi, chứ còn xác nhận đáy thì nó vẫn chưa đủ cơ sở khi mà chưa có cái tín hiệu đồng thuận đến từ các nhóm vốn hóa lớn. Do vậy thì với những cái nhận định như thế này thì cái xu hướng của tuần sắp tới của mình nhận định thị trường của chúng ta sẽ bị vướng cái vùng cản ở phía bên trên này. Đây là cái vùng cản mà giai đoạn sắp tới thị trường của chúng ta nó sẽ bị vướng cái vùng cản kỹ thuật này. Thì do cái vùng cản nên mình sẽ tô cái màu đỏ để các anh chị dễ hình dung ở đây. Đây là cái vùng cản và nó sẽ bị vướng loanh quanh cái vùng này mà nó sẽ khó vượt qua. Do vậy thì những cái giai đoạn sang tuần sắp tới thì cái giao dịch ngắn hạn nó vẫn sẽ diễn ra chậm chạp kèm với thanh khoản thấp. Cũng có thể do tâm lý chờ đợi các cái tín hiệu rõ ràng hơn từ các cái biến số lớn đến từ thị trường. Do vậy thì đối với các cái giao dịch và cái bối cảnh của nhà đầu tư ngắn hạn thì vẫn chưa cho các cái tín hiệu mua nào thực sự là chuẩn cả, mà chỉ có mua một số cái điểm mua đối với các cổ phiếu xuất sắc và có cái tiêu chí dòng tiền cũng như là nó đi ngược trở lại cái xu hướng thị trường thì chúng ta tham gia một vài cái cổ phiếu được như vậy thôi. Còn về cái xác suất chung của toàn ngành á, thì chúng ta thấy là nó vẫn thiếu cái yếu tố về cái điểm mua chuẩn cho đến cái giai đoạn hiện tại. Đó. Thì đó là một số cái nhận định và một số cái đánh giá của mình đối với cái chỉ số VN-Index trong cái giai đoạn hiện tại. Để đánh giá cái tình hình chung của chúng ta là vẫn sẽ loay hoay và vướng cái vùng cản này, tích lũy thêm thời gian và có khả năng có những cái nhịp đánh rũ như thế này. Đó, rồi mới hồi phục và kéo lên trở lại được. Đó là đối với chỉ số VN-Index. Còn chỉ số VN30 này, VN30 cũng bị gãy cái nền hỗ trợ ở phía bên dưới này. Đây là cái nền hỗ trợ dưới VN30 gãy lên và đang vướng này. Thì khả năng hồi phục cao nhất của VN30 có thể đạt được đó là vùng 1490. Và hiện tại của VN30 sẽ là cái hỗ trợ vùng 1460-1465 đối với chỉ số VN30. Còn chỉ số VN-Index này thì cái đà hồi phục mà chúng ta có thể xác nhận cao nhất có thể đạt được là đâu đó vùng 1475-1480. Và hỗ trợ sẽ là vùng tiềm cận phía bên dưới này với cái ngưỡng 1460 đối với chỉ số VN-Index. Và ở phần tiếp theo thì các anh chị hãy cùng mình chúng ta đi sâu hơn vào việc phân tích các cổ phiếu và các cái nhóm ngành để chúng ta có thể lọc ra được các cổ phiếu nào vẫn giữ được sức khỏe tốt và cái tình trạng kỹ thuật ổn định hay không, để cân nhắc cái việc là chúng ta có tham gia hay không. Ở phần đầu mình xin phép là review các cổ phiếu nằm trong rổ HNX này, K
cả rổ upcom thì mình lọc nhanh thôi, mình lấy cái bảng cổ phiếu này, cái bảng chỉ số Excel này để chúng ta lọc nhanh cho nó đỡ tốn thời gian cho các anh chị trong quá trình mà các anh chị tham gia. À, rổ VN30 thì có con sell này, à, sell thì chúng ta thấy là ở trạng thái khỏe và giữ được xu hướng tăng, thì chúng ta xem sát sell như thế nào. Sell đoạn này đang tích nền các anh chị nhé, và tích trong cái hộp này, à, đây là cái hộp chữ nhật của sell. Như vậy thì đối với sell thì cái vùng tích lũy này thì chúng ta thấy là có một cái điểm tương đối là tích cực, đó là 4 phiên nằm trên chỉ báo MA20 và tích lũy liên tục với những cái mẫu hình nến dạng doji như thế này, à, thể hiện sự chững lại về tâm lý của nhà đầu tư trong khu vực giá từ vùng 67 cho đến khu vực giá 70. Do vậy thì về cơ bản đoạn này mua được với tỷ trọng dưới 30%, thăm dò trong khu vực 67-70 và sẽ gia tăng khi mà nó mở cái band phía bên trên lên ngay tại khu vực điểm đột phá, đó là vùng 73.4 đối với cổ phiếu COO các anh chị nha. Và cái điểm mua thuận lợi nhất trong hộp Davat này thì chúng ta canh sát hỗ trợ, đó là vùng 64x là điểm mua thuận lợi nhất. Còn giai đoạn hiện tại thì chỉ mua lấy vị thế quanh khu vực giá 67-70 này đó, đối với cổ phiếu sell. Thì chúng ta lọc ra thì chúng ta thấy nó còn giữ được cái nền này. Còn BVC này cũng tăng tốt, tuy nhiên thì giai đoạn trước nó điều chỉnh quá là mạnh này, khiến cho nó rơi, nó thoát khỏi cái vùng trạng thái cân bằng, chúng ta gọi là cái trạng thái balance, đó, cái trạng thái cân bằng. Thì khi mà nó thoát khỏi cái trạng thái cân bằng này thì chúng ta cần phải đợi nó cân bằng trở lại trước khi mà chúng ta mở một cái vị thế mua nó tương đối là an toàn đối với cổ phiếu BVC. Con hết này thì là một cổ phiếu chúng ta thấy là tăng 37% nếu như tính theo từ cái điểm mua 34, vùng 34x cho đến cái vùng 35 đối với cổ phiếu hết này. Và hết vẫn đang trong cái động thái tăng rất là tốt và gần như nó đã vượt tất cả các ngưỡng chỉ tiêu. Ngưỡng chỉ tiêu cao nhất có thể đạt được là mục tiêu 2 này, đó là vùng 469, và bây giờ nó đã đạt được rồi. Do vậy thì hết thì bây giờ có thì nắm giữ và canh chốt thôi, chứ còn cái điểm mua thì chúng ta cũng khó vào trong cái giai đoạn này rồi. Khá là cao và đã tăng khá là xa nền các anh chị nhé, tăng khá là xa nền, tăng một mạch từ cái nền 20 này lên đến cái khu vực giá hiện tại là 46 với cái tỷ trọng tăng là 125%, khá là tốt. Những con gãy thì chúng ta loại bỏ ra, con TVC nó đang tích lũy này, nó đang điều chỉnh và đang tích lũy, chúng ta xem nó tích lũy tích cực hay không thì chúng ta vào. Rồi TVC mình thấy đánh giá ở đây là tích lũy này, và vướng cái vùng cản ở đây chưa thể vượt qua. À, với cái cách tích lũy này theo mình đánh giá cũng khá là tích cực, chúng ta vẫn có cái điểm mua tham gia được từ vùng 22 này, 23 này các anh chị nhé. Tuy nhiên cái điểm tham gia này nó chỉ đạt được khoảng 30% để chúng ta lấy vị thế và mua nắm giữ ở trạng thái thăm dò thôi. 30% đối với TVC quanh khu vực này 22-23. Để mà gia tăng thực sự là nó phải tích lũy cái nền trên này, đó là cái nền 24.5, 25 trở lên đó, thì chúng ta mới gia tăng thêm. Còn đoạn này nó vướng kháng cự nên chúng ta sẽ không dám đánh tỷ trọng cao được đối với TVC. Rồi, ở dưới này thì nó gãy hết cả, nó gãy một chùm. NRC cũng đang tích lũy này, vẫn đang giữ được trạng thái. Chúng ta xem thử nó có tham gia được hay không. Đây là cổ phiếu của tập đoàn Danh Khôi. Mình sẽ chết một cái về cái nội tại của con NRC này như thế nào. Nội tại khá ổn đấy anh chị, thanh khoản và chúng ta thấy là duy trì cũng mức tương đối tốt. À, do vậy thì có thể cân nhắc để tham gia được. Hiện tại chúng ta thấy là 4 cho đến 5 phiên tích lũy ở vùng này. Ở vùng này cũng đang là một vùng cản tâm lý, tại vì cái đoạn này bị kẹp hàng cũng khá là nhiều này. Đây này, đó, diễn biến cái đoạn này kẹp hàng khá là nhiều. Và đến đây thì cái áp lực bán tất nhiên họ gần về vốn thì họ sẽ xả ra một tí. Do vậy thì theo mình nó vẫn đang có được cái hỗ trợ vùng 23 này cho đến vùng 24. Lanh quanh đoạn này chúng ta có thể lấy được cái vị thế 30% đối với NRC. Và nếu như mình đã giao dịch vận động tích lũy trên vùng 25 thì chúng ta sẽ gia tăng lên sau đối với cổ phiếu NRC này. Đó. Với cái phương pháp lọc này thì sẽ rất là nhanh để chúng ta có thể tìm kiếm được các cổ phiếu vẫn còn đang ổn định các anh chị nhé. NVB tích lũy nền thì muốn mua thì phải mua được cái nền này, giờ nó tăng thì thôi chúng ta bỏ, cũng không còn cái điểm mua. Còn khả năng nó tăng thì nó sẽ lên đâu đó vùng 33-34 trên này, vướng cản này. NVB. DDG. Đây, DDG là cái xu hướng tăng này, xu hướng tăng và bám theo MA20 tăng thôi. Những cái cổ phiếu này phải đợi cái nhịp chỉnh như thế này thì tham gia. Thì nó chỉnh rất là nhẹ, chỉnh từ 3 cho đến 4% là chúng ta nhảy vào chúng ta mua được rồi. Tuy nhiên thì cái nhịp đánh nó hơi chậm một tí anh chị nhé. Đó, DDG thì mình cũng không khuyến nghị luôn.
rồi phía dưới gãy này hết, ở dưới này nó gãy hết thì thôi chúng ta sẽ không suy sát, chúng ta tham gia nữa, chúng ta sẽ lọc mấy con khỏe thôi. BLC, BLC đang trong vùng tích lũy này, các anh chị mua được quanh vùng 45.5 cho đến nền 46, thì cái nền này chúng ta mua được này, đó đối với BLC các anh chị nhé. Ngưỡng mục tiêu là vùng 50, vùng cắt lỗ là vùng 44.5. SCG, DL1, ART, DL1, DL1 cũng khá tốt, đây là cái kênh tăng này các anh chị nhé. DL1 cũng khá tốt, đây là kênh tăng và rơi vào cái trạng thái cao rồi. Như vậy thì DL1 những cái phiên sắp tới mình đã chỉnh lâu đó về cái giữ được cái nền 12 là các anh chị mua được. Và với cái ngưỡng mục tiêu là kéo lên tầm 14x15 là chốt đối với DL1 này. ART, ART thì hàng này của chứng khoán BOT thì nó đang tích lũy nền thì vẫn mua được thôi. Tuy nhiên không mua được tỷ trọng cao, chỉ mua được tầm dưới 30% khu vực giá 10 này, 11 này, đó mua trong cái nền tích lũy này thôi. Hiện tại thì nó vẫn đang giữ nền tích lũy và vướng cái vùng vùng bị kẹp hàng ở đây này. Do vậy sẽ tích lũy rất là lâu cho đến khi bước vào cái giai đoạn chán nản thì mới có những cái đoạn crack lên được anh chị nhé. Đó là ART vẫn đang tích nền. Rồi đó là một số các cổ phiếu thuộc về cái sàn HNX thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta tham gia. Thì cái sắp tới nội dung tiếp theo ở đây thì mình sẽ đi vào các cái nhóm ngành thuộc về các cái chỉ số. Đầu tiên sẽ là nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì đa phần nó vẫn đang hồi phục về mặt kỹ thuật này. Chỉ có hai cái cổ phiếu giữ được cái đà tăng tốt, đó là STB và cả BIDV. Còn lại thì gần như đều đang hồi phục về mặt kỹ thuật đối với cổ phiếu của nhóm ngân hàng. BIDV, BIDV hồi phục rất là tốt, đã có một phiên tích lũy trên trên nền này rồi. Do vậy thì cái việc này nó cần phải tích lũy thêm khoảng 2 cho đến 4 phiên mà nó trên được cái vùng giá ở đây là vùng giá 43 thì cơ bản là chúng ta tham gia trở lại được đối với cổ phiếu BIDV với cái kỳ vọng và mục tiêu ngắn hạn là vùng 46.5 và cả khu vực giá 49. STB STB đã giữ được 3 nền tích lũy rồi và đang tham gia vào trở lại khu vực nền này. Và đám mây thì chúng ta thấy là vẫn đang cho cái chiều hướng hướng lên, tức là cái động lực ở đây thì STB sẽ tích lũy đủ thêm 1 cho đến 2 phiên nữa quanh khu vực giá 32 và giữ được cái nền 32 này thì STB có khả năng quay trở lại trạng thái tăng. Tuy nhiên nhắc lại thì dòng ngân hàng đa phần nó đã bị gãy trạng thái và dòng tiền nó không vào mạnh nữa. Do vậy thì các anh chị mua thì cũng mua tỷ trọng vừa phải, cũng không nên tham gia tỷ trọng cao đối với nhóm ngân hàng hiện tại. Vì xu hướng của nhóm ngân hàng nó kéo lên cũng không được cao lắm và cái động lực nó cũng không mạnh các anh chị nhé. Đó, đó là hai cái nhóm ngân hàng. Còn lại là TCB này, vẫn giao dịch tích lũy trong kênh dưới thì vẫn chưa có cái điểm nhấn gì tốt. MB Bank này, MB Bank vẫn đang vướng cái vùng tích lũy MA20 đoạn này và điều chỉnh xuống thì chúng ta theo dõi thêm, vẫn chưa có điểm tích cực. Liên Việt Postbank trong một trạng thái các anh chị nhé, chưa quay trở lại nền và hầu như các cái band thì nó đang hướng xuống để nó tích lũy cái nền này chặt hơn này, tích lũy cái nền dưới này chặt hơn, cũng chưa có gì đặc biệt cả. STB, FPT, FPT thì vẫn tích lũy này, tuy nhiên thì xu hướng lại chốt xuống, khả năng thì tiếp tục quay trở lại cái nền 20-21 ở đây để tích lũy này, cũng chưa đẹp lắm. ACB, ACB không chặt, không đẹp luôn, thì vẫn đang tích lũy ở dưới lên quanh cái đáy này, động lực cũng khá là yếu, dòng tiền lớn cũng không có tham gia. HDBank, HDBank cũng đang tích lũy nền, về mặt kỹ thuật thì cũng đang theo cái chiều hướng là tích lũy biên dưới thì cũng chưa đẹp để tham gia trong ngắn hạn các anh chị nhé. Đó, thì lọc nhanh thì chúng ta thấy hầu như nó bị gãy kỹ thuật, do vậy thì trong cơ bản ngắn hạn nó vẫn không có cái điểm tham gia đẹp đối với cổ phiếu dòng ngân hàng. Còn dòng chứng khoán thì nó vẫn đang khá là rời rạc với một số cổ phiếu giữ được xu hướng tăng, một số cổ phiếu lại bị đánh gãy xu hướng này, thì nó rất là giống đối với cái dòng ngân hàng hiện tại. Do vậy thì về cơ bản cái nhóm chứng khoán này thì lọc cái con nào khỏe nhất tốt nhất để đầu tư thôi. Ví dụ như con VND này thì nó giữ cái nền tương đối là khỏe, theo có bản chất là như vậy. Và cái nền của VND ở vùng 29-30 thì trong cái vùng này mà nó giao dịch tích lũy lên thì về cơ bản chúng ta vẫn theo dõi được, đợi nó giảm thêm để chúng ta gom dần là được đối với cổ phiếu VND nha. VND, VIX này, VIX một con nữa cũng khá là mạnh thuộc về dòng chứng khoán, đó là ORS. Con này thì mình báo điểm mua rồi, ở khu vực giá 26x này mình báo điểm mua. Thì cho đến hiện tại thì 3 phiên tích lũy và giữ nền rất tốt
trên khu vực giá 27. Đây là một điểm nhấn tích cực đối với cổ phiếu ORS. Với cái điểm nhấn này theo mình có khả năng nó sẽ kéo lên trở lại vùng 30x. Đó, thì chúng ta chốt lời đối với con ORS này. Còn đối với con VIX, VIX thì mới một phiên lấy lại MA20 và vẫn đang vướng cái vùng cản đường màu tím này. Do vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Nếu như mới tiếp tục giữ được cái trạng thái giữ nền 22.5, giao dịch tích lũy ổn quanh khu vực giá 23 thì chúng ta vào được đối với cổ phiếu VIX cũng khá là ngon. SHS yếu hơn, chúng ta sẽ theo dõi thêm. VCI cũng đang tích lũy nền dưới này, cũng đang khá là yếu thì chúng ta theo dõi thêm, chưa có cái động thái để chúng ta tham gia vào. FTS cũng đang yếu anh chị nhé, tích lũy nền dưới, hầu như thì chỉ vài con lọc được, còn số con khác thì nó vẫn đang tích lũy cái nền dưới rất là yếu. HCM này cũng khá là yếu, cũng không có gì đột phá cả, khá là yếu, giao dịch dưới vùng 35. Còn gì nữa, SLD cũng tương tự, rất là yếu anh chị nhé, giao dịch dưới nền và lanh quanh vùng 43. Ở đây thì cái lanh quanh cái vùng đáy này vẫn chưa có điểm nhấn, dòng tiền lớn thì chúng ta vẫn chưa thấy cái tín hiệu gì nó manh nha và nó chuyển hóa cả. Tiếp theo đó là nhóm thép. Nhóm thép thì động thái chung sẽ là xu hướng hồi phục, động thái chung của xu hướng hồi phục này, hồi phục và kết hợp với một số cái cổ phiếu khác thì chúng ta thấy nó đã duy trì được cái trạng thái ổn hơn, ví dụ như là SMC. Ví dụ như là Nam Kim, nó vẫn còn khỏe đấy. Đó, do vậy thì cái trạng thái này của dòng thép thì chúng ta có thể theo dõi được. Như mình đã báo trong phiên cuối tuần á, thì một số cổ phiếu có thể cân nhắc để ý và canh gom trở lại, như là Hoa Sang này, ở lanh quanh cái khu vực giá 35, 36 ở đây này, hoặc là Nam Kim. Nam Kim cũng như vậy. Thì có đợi thêm thì chỉ đợi cái vùng 43 này thôi. Lanh quanh khu vực giá 45 ở đây thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua gom và lấy vị thế trở lại rồi đối với cổ phiếu Nam Kim. SMC này, SMC theo mình khỏe, mình thấy giữ 3 phiên dưới MA20 rồi kéo ngược trở lại thì khả năng xây trở lại cái nền tích lũy này thì SMC vẫn có tiềm năng, vẫn có thể gom được. Tuy nhiên tỷ trọng vùng này đầu tư cũng không cao, chỉ 40% đổ lại đối với cổ phiếu SMC quanh khu vực vùng giá 41, với cái kỳ vọng là chốt lời nhanh kéo lên đâu đó tầm vùng 44-43x là chúng ta chốt lời luôn đối với SMC này. TLH đang tích lũy này, nền cũng khá là chặt, cũng không có yếu lắm đối với TLH này. Thì con này cũng có thể cân nhắc tham gia được tỷ trọng 20% quanh khu vực giá 19-19.8. Hòa Phát thì nặng hơn, Hòa Phát thì vẫn nặng hơn, tích lũy dưới cái nền, dưới cái nền, tuy nhiên vẫn giữ được cái nền gần nhất, đó là cái nền ngắn hạn vùng 46. Còn cái nền up á, là cái nền mà Hòa Phát phải tích lũy trên khu vực giá 49 trở lên á, thì nó mới đẹp được. Còn Hòa Phát mà dưới khu vực giá 49 này thì gần như nó phải tích lũy và nó lên quanh đoạn này, lên sình cũng khá là lâu, tại vì khá là nặng các anh chị nhé. Đó, đó là động thái. TVN, Thép Việt Nam. Con này cũng đang đẹp, tích lũy trên này, con này tích lũy nền trên này, cũng đang đẹp. Có thì vẫn giữ được. Còn mua đoạn này là vùng 16.4, 16.5 thì chúng ta mua 20% tỷ trọng thôi. Đợi nó vận động và nó tích lũy nền trở lại trên vùng 17 thì chúng ta gia tăng dần dần sau nữa đối với con thép Việt Nam này. Tiếp theo đó là nhóm dầu. Nhóm dầu thì vẫn còn đang gãy và đang đau trend. Đây, gãy kỹ thuật và đau trend thì vẫn chưa có cái gì đột phá lớn. Do vậy thì những cái cổ phiếu mà rơi vào trạng thái chỉnh mạnh như thế này á, thì theo kỹ thuật á, thì nó đã bị rơi khỏi cái vùng cân bằng, vùng balance. Khi mà rơi khỏi vùng cân bằng balance này thì chúng ta cần phải đợi cái tín hiệu nó ổn định trở lại trước khi mà chúng ta tham gia vào. Còn các anh chị muốn quét đáy và muốn ăn nhanh thì cái đó tùy theo các anh chị, phải chấp nhận cái mức rủi ro nó lớn hơn. Còn riêng bản thân của mình khi mà phân tích trên diễn đàn cũng như là phân tích trên các kênh cộng đồng á, thì vẫn mang đến cái tính chất định hướng về một cái gì đó an toàn cho các anh chị khi tham gia. Tại vì mình biết không phải ai cũng có khả năng bắt đáy tốt và không phải ai cũng có cái quản trị rủi ro cho nó bảo đảm và nó an toàn cái tài khoản cả. Như vậy thì khi mình phát ngôn thì mình cũng phải có một cái gì đó an toàn dành cho các anh chị khi mà các anh chị nghe được cái thông tin này, đúng không ạ? Thì đó là cái thông tin. Bất động sản ổn này. Chúng ta thấy là bất động sản đã có một số cái trạng thái hút được cái dòng tiền. Và nếu như về cơ bản mà bất động sản điều chỉnh thì chúng ta vẫn có cơ hội chúng ta tham gia tốt. Chúng ta chú ý các cổ phiếu như sau này. KDH thì mình báo rồi. Mình báo mua cái điểm lanh quanh dưới nền này này,
50, 51 á, lên quanh cái dưới nền 49 hoặc 50 mua càng tốt đối với cổ phiếu KDH. Tuy nhiên mua ở dưới này thì chúng ta mua 30% thôi, để vì nó vẫn đang kẹp cái kênh dưới này. Đó, thì nó phải lấy lại cái vùng 53.5 và tích lũy vận động trên cái vùng 53.5 này thì chúng ta mới gia tăng dần dần, không có gì phải vội cả. Đó là KDH. Đất Xanh và Nam Long cũng đang ổn này. Đó, Đất Xanh hai phiên tích lũy trên MA20 và có khả năng thì có khả năng nhúng trở lại tạo đáy 2. Thì nếu nhúng trở lại tạo đáy 2 thì là cơ hội để chúng ta gom quanh vùng này được. Đó là đâu đó vùng 40x đối với cổ phiếu Đất Xanh, và cơ hội sẽ kéo lên trở lại vùng 45, 47 để chốt này. Tiếp theo đó là Nam Long. Nam Long cũng đang vận động và tích lũy khá là ổn. Thì trong cái xu hướng này chúng ta vẫn canh mua được tỷ trọng 30%. Và để gia tăng thì phải trên vùng 57 tích lũy và vận động thì chúng ta gia tăng sau đối với Nam Long này. Rồi tiếp theo đó là SCR. SCR thì báo mua rồi. Đoạn này thì đang có cái nhịp chốt ngắn hạn này. Báo mua ở đây, lên trên này chốt ngắn hạn được. Ở đây đang có mô hình hai đỉnh thì chúng ta theo dõi thêm, chờ cái tín hiệu mới các anh chị nhé. HDG này. Hà Đô. Hà Đô thì tăng rồi, nếu mua thì phải mua ở nền 67x đây rồi. Đó, tăng lên đây. Thì đang vướng ở trên này là mô hình hai đỉnh. Thì có mô hình hai đỉnh thì chúng ta cứ theo dõi thêm, đợi cái tín hiệu mới. Khi nào nó ổn thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua tiếp, không có phải vội các anh chị nhé. Hà Đô cũng đang đẹp, đang trong xu hướng tăng này, cũng đang đẹp này. Còn lại thì DIG, SEL, VRE, DIG. DIG đang tiến gần cái kháng cự đoạn này thì tất nhiên là không tham gia được, không điểm mua. Thì cái band này đang bóp mà ở đây mà nó tích lũy thêm mà nó phá cái band cản trên của DIG á thì con này rất là đẹp, có khả năng hướng lên trở lại đỉnh cũ vùng 115, 115, 116 ở phía bên trên này. Đó, cũng khá là đẹp. CO á, CO cũng như vậy, thì mình có khuyến nghị rồi này. Tiếp theo đó một con nữa, VRE có tham gia được hay không? VRE thì bản chất hơi nặng một tí, tuy nhiên thì về kỹ thuật ở đây thì nó đang vướng cái vùng MA20 đoạn này, tích lũy trong cái nền kênh dưới, thì chúng ta theo dõi thêm, vẫn chưa tham gia các anh chị nhé. Tiếp theo đó là nhóm hóa chất. Nhóm hóa chất thì những cái con như là con DCM và có con DBM thì nó bị đánh khỏi vùng cân bằng. Đó. Thì nó do hai cái phiên như thế này gọi là cái mô hình tiếp diễn giảm, thì về cơ bản chúng ta cần phải theo dõi để chúng ta chờ cái vùng cân bằng trở lại, cũng không vội vàng gì chúng ta nhảy vào. Tại vì những cây nến như thế này mà chúng ta nhảy vào sớm thì nó rất có khả năng mang lại rủi ro cho chúng ta. Đó là DBM hoặc là DCM này. Thì hai cây nến này rất là tương tự. Hiện tại DBM thì giữ được cái nền hỗ trợ 60, như vậy thì chúng ta tạm theo dõi thêm. Còn DCM thì giữ được cái nền 40, 41 thì chúng ta có thể theo dõi thêm, đợi xem những cái nhịp sau nó có thể cân bằng ổn định trở lại hay không. Riêng cái nhóm hóa này thì có hóa chất Đức Giang thì cơ bản ổn, còn nếu muốn mua thì phải chờ sát vùng 180 trở xuống thì chúng ta mua nó an toàn hơn. Ở vùng này là 100 kháng cự, 191, 192 chưa vượt qua được, như vậy thì phải theo dõi vùng này, chưa vội vàng tham gia. Rồi với nơi gãy hết này, gãy và hồi phục thì chúng ta không để ý. BLC thì phân tích rồi. Nhóm khu công nghiệp, khu công nghiệp cũng đang bị gãy và hồi phục này. Chỉ có đâu đó một VCG là giai đoạn vừa rồi nó tích lũy nền thôi. Đó, VCG, HBC, nhóm xây dựng này thì chúng ta xem. Còn mấy cái con gãy và đang hồi phục á thì thôi chúng ta chờ đợi cho nó khi nào nó ổn trở lại thì chúng ta vào sau. Bây giờ có VCG. VCG tích lũy đoạn nền này. Tuy nhiên nền này là cái nền dưới thì nó đi ngang như thế này thì có cái nền mua được, tuy nhiên thì tỷ trọng không đầu tư cao được mà chỉ đầu tư 20% thôi, và cái vùng tham gia là vùng 43.5, giữ ở đây nói chung vốn cũng hơi lâu, do vậy thì chúng ta tham gia ít để chúng ta lấy vừa thế nếu như chúng ta muốn. HBC, HBC tích lũy hai phiên, tuy nhiên tích lũy ở đây là tích lũy nền dưới thì cái đoạn lên quanh vùng giá 27 này thì chúng ta mua được. Tuy nhiên mua tỷ trọng dưới 30% các anh chị nhé, tại vì đang tích lũy nền dưới, phải đợi nó thoát ra khỏi vùng 29 thì chúng ta mới tìm cách chúng ta gia tăng sau được. CTD, CTD tích lũy nền dưới và trong kênh giảm thì theo dõi chưa có cơ hội. FCN, Fecon, Fecon tích cực hơn này,
Faecon đã thoát cái vùng cản này rồi, tức là vùng 25.5, vùng 26 đã thoát vùng cản này rồi. Do vậy thì Faecon giai đoạn tới mà có những cái nhịp chỉnh đỏ thì có thể gom mua được, với kỳ vọng là lên vùng 30 trở lại này. Faecon dịch vụ du lịch nhóm này vẫn ổn, nhóm này kết hợp với nhóm bán lẻ vẫn đang khá là ổn các anh chị nha, khá là ổn ấy. Ví dụ như Vietjet, chỉ có Vietjet giữ được xu hướng tăng thôi, còn HVN hơi yếu, hơi yếu, tích lũy hơi bị gãy và xu hướng lại quay trở lại nền test đáy 2, khu vực giá 24x. Chỉ có Vietjet giữ được sức khỏe tốt thôi. Đây, Vietjet ổn, tuy nhiên vướng cái cản này thì cũng không có cái điểm mua, theo dõi. Đó. Còn cái nhóm bán lẻ này, nhóm bán lẻ thì chúng ta thấy rằng rất là ổn định với FRT, tăng liên tục, tăng liên tục, hở gấp tăng thôi. Những cái cổ phiếu này thông thường là xu hướng tăng rất là mạnh thì có nắm giữ, đoạn này không mua mới được. DGV kép thì GV kép vẫn còn giữ được xu hướng tăng nhé, vì cơ bản ngắn hạn có thể hướng lên vùng 130 và vùng 137 phía bên trên này. SAM, ELC, CMG, SAM, SAM ổn, có điểm mua đấy. Vì cơ bản nếu có mà có một cái nhịp chỉnh hoặc là đi ngang lên quanh hay đoạn 20, 20 cộng trừ là tham gia được với tỷ trọng 30%. Đánh ít thôi, con này thì đánh ít, lên đâu đó tầm 21x là chốt lời ngắn hạn. LC, LC cũng đang tích lũy khá là đẹp này, tích lũy này là giữ được cái nền tăng rồi đó. Do vậy thì nếu lên quanh 25 mà có cơ hội tốt vẫn tham gia được đối với LC. CMG, CMG thì tăng cao rồi thì không có cái điểm tham gia, thì những cái con này thì thanh khoản hơi thấp một tí thì mình cũng không giới thiệu cho các anh chị. FPT, FPT bây giờ quay trở lại xu hướng tăng thì chúng ta theo dõi, mới có một phiên trên MA20 thôi. Như vậy thì đối với FRT thì FPT thì còn quay trở lại đây tích lũy thêm chứ không thể nào thoát nhai được các anh chị nhé. FPT rồi, làm nhanh như vậy. Tiếp theo đó là nhóm cảng biển và dịch vụ công nghiệp này, xem thử có tốt hay không. Nhóm này thì cũng khá là rời rạc, chỉ có được HAH và RMD thôi. HAH thì liên tục bám trên vùng đỉnh có thì giữ, còn điểm mua mới thì vẫn chưa có. RMD, RMD tích lũy ổn này, có thể tham gia được, lân cận khu vực giá 53 cộng trừ. HHV, rồi HHV vướng cái cản kháng cự này, điều chỉnh 3 phiên hơi mạnh một tí, theo dõi thêm, chưa có điểm tham gia các anh chị nhé. NCT, TC thì thanh khoản thấp thôi, không giới thiệu. Rồi, đó là một số cổ phiếu này trao đổi cùng với các anh chị trong cái nội dung và cái bản tin video cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều quan tâm và theo dõi nội dung video của chúng ta. Thì các anh chị có thể bấm vào link mở tài khoản và tham gia vào room VIP cùng với room của chúng ta. Nếu như muốn có một khóa học đầu tư bài bản thì có thể bấm vào link này để tham khảo và thực hiện đầu tư theo đúng kỹ thuật, đúng cái kiến thức khoa học để các anh chị có thể duy trì và ổn định trong quá trình đầu tư, kiểm soát được cái tâm lý tốt của mình trong quá trình mà các anh chị giao dịch trên thị trường. Chúc các anh chị có một tuần giao dịch thật thành công và mang nhiều lợi nhuận trong quá trình đầu tư.